Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Ngũ Hành Sơn cho biết quận vừa có quyết định nâng cấp độ dịch đối với phường Hòa Hải từ cấp độ 1 vùng xanh lên cấp độ 3 vùng cam từ ngày 3 tháng 1. Với 2 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận ngày hôm qua ngày 3 tháng 1, chỉ trong khoảng 4 ngày thì phường Hòa Hải ghi nhận đến 44 ca mắc COVID-19, chủ yếu liên quan đến chuỗi lây nhiễm xuất phát từ chợ Non Nước. Tính tổng cộng qua hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng thì phường Hòa Hải có 88 ca mắc COVID-19. Sau khi chuyển cấp độ thì phường Hòa Hải tập trung khoanh vùng, truy vết để chặn đà lây nhiễm, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát đối với các hoạt động tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch. Trong đó hạn chế các hoạt động tập trung đông người, hàng quán chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ.